Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của két sắt chính hãng. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu két sắt của Việt Nhật có model là VL40DT. Đây là một mẫu két sắt màu gold và được sơn tinh điện phủ bóng. Két sắt bao gồm một bảng điện tử và một bộ khóa chìa tay nắm để mở két. Hình thức két sắt thì đây là một mẫu két sắt cỡ nhỡ chuyên dùng cho gia đình và văn phòng, có tính năng chống cháy để được giấy tờ và rất an toàn. Để mở thì các bạn chỉ cần bấm mật khẩu thôi và xoay tay nắm để mở két. Thì bên trong két sắt thì có chỉ là 3 ngăn, 2 ngăn để giấy tờ và một cái ngăn kéo có khóa. Chốt khóa thì cũng rất là an toàn, có 3 chốt bằng inox. Bạn có thể đổi mã tùy thích và mở rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Để mua két sắt này thì các bạn hãy liên hệ với trực tiếp với chúng tôi hoặc qua website ketsatchinhhang.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.